Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Rất vui khi được gặp quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Matean, đã từng hân hạnh được phục vụ quý khán thính giả trong một vài câu chuyện trước đây. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho quý vị nghe một câu chuyện có đề tài liên quan đến Kuma thông. Chắc hẳn quý vị ở đây, một số người cũng đã biết Kuma ma thông là gì. Đây là một thứ buồn ngải đến từ đất nước Thái Lan. Có thể coi là bí ẩn và rủng rợn nhất trên thế giới. Kuma Thông là một thứ bùa mà các Pháp sư người Thái đã dùng phép của mình để yểm những linh hồn của những đứa trẻ bị chết oan và những con búp bê có hình dáng bên ngoài rất đẹp đẽ. Người nuôi Kuma Thông thì người ta có một nguyện vọng và coi Kuma Thông như là vị thần hộ mệnh của mình đem lại phúc lộc rồi tiền tài cho họ. Nhưng liệu rằng điều đó có đúng Cô Ma Thông có đem lại những lợi ích như thể là những gì mà người ta đã giới thiệu hay không hay là nó đem lại những tác hại kinh khủng mà ta không thể lường trước được Xin mời các bạn hãy theo dõi câu chuyện sau đây để tìm lời giải đáp Nghe đọc chuyện Hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc Câu chuyện ma kinh dị Cô Ma Thông Tiếng khóc oan hồn của tác giả Thảo Búp Bê qua phần diễn đọc của Matean. thì tôi ngồi gõ những dòng chữ này thì từng hồi ức được lặp lại nó như một nỗi đau cứ cứa sâu mãi vào trong trái tim tôi khiến cho tôi không lúc nào thôi day dứt thôi dằn vặt tôi tự trách mình tại sao năm ấy tôi lại có một quyết định dại dột như vậy và quả thật sai lầm đó đã phải trả bằng một cái giá quá đắt việc tôi rước kuma thông về nuôi là một kỷ niệm mà tôi muốn quên nhất nhưng lại không thể nào quên nổi mỗi lần nhìn những vết sẹo trên tay chúng y nhắc cho tôi nhớ quá khứ là một thứ không bao giờ có thể quay lại để sửa chữa mà chỉ có thể nhìn về để tương lai không bao giờ phạm phải sai lầm nào đáng sợ như vậy nữa tôi đã sai sai ngay từ khi mới bắt đầu chỉ vì không có hiểu biết gì về cái thế giới tâm linh ấy đi rước một con búp bê về thờ cúng các bạn ạ à, nó không phải là một con búp bê thông thường mà là một linh hồn có cả máu và nước mắt một quỷ linh nhi chứa đựng rất nhiều bí ẩn ở đằng sau mà ít ai có thể ngờ tới tôi không vờ đũa cả nắm vì tôi không biết những cô bé cậu bé trong hình hài búp bê của những người khác như thế nào tôi chỉ kể về câu chuyện của riêng tôi kể về những thứ mà tôi đã trải qua đã gặp phải có thể do số tôi đen đủi hoặc cũng có thể do những bạn khác may mắn thỉnh được một linh hồn tốt mà thôi đây cũng là một bài học cho nhiều người tự dưng rước ma về nhà thờ tốt nhất là trước khi làm gì mọi người nên tìm hiểu thật kỹ Đừng bao giờ giống như tôi của ngày ấy. Hồi ức chập chờn về quãng thời gian u tối nhất của tôi. Xin phép được bắt đầu. Tôi là Loan, 27 tuổi, chủ một shop thời trang nhỏ ở Hà Nội. Tôi lấy chồng được 3 năm, có một cậu con trai 20 tháng tên là Bin. Vợ chồng tôi thuê một nhà riêng ở phố Định Công với giá 5 triệu một tháng. Tôi đi làm ngay gần đấy Còn chồng thì đi làm công ty Sáng đi tối về Mọi chuyện vẫn êm đẹp Cho đến một ngày Chồng tôi xách về một cái giấy báo nợ 500 triệu Do thua bóng bánh lô đề Lãi mẹ đẻ lãi con Quả thật lúc đó Tôi rất sốc Vì không nghĩ rằng Người chồng đầu ấp tay gối của mình lại như thế Tôi khóc lóc nói Đấy anh xem Nhà thì nhà thuê con thì đi học mấy triệu một tháng nào là tiền bỉm nào là tiền sữa sao anh lại bê tha đổ đốn thế này hả cường anh muốn mẹ con em chết thì anh mới hài lòng đúng không chồng tôi lúc đó cũng ôm tôi khóc nói rằng bị dụ dỗ cũng chỉ muốn kiếm thêm ở bên ngoài để sớm mua cho tôi được cái nhà riêng bây giờ chúng tôi biết làm gì để trả nợ đây chồng tôi lên tiếng đề nghị hay là mình về vay ông bà? Tôi thở dài, mắt vẫn ngấn nước vội gạt đi. Các cụ quanh năm chỉ trông chờ vào mấy mẫu ruộng. Tiền đâu dư mà cho anh vay. Mình là phận con, đã không báo hiếu được bố mẹ thì thôi. Anh đừng làm khổ bố mẹ nữa. Mà sao anh lại thua nhiều thế này cơ chứ? Chồng tôi đấm tay vào tường, lộ rõ vẻ mệt mỏi bất lực. Mới đầu chỉ 5 triệu, 10 triệu. Rồi lên dần 50-100 triệu em ạ à. Càng thua Anh càng sợ hãi và cố gỡ Để rồi Anh xin lỗi em Loan ơi Xin lỗi em Người đàn ông tôi từng yêu tha thiết đây ư Người đàn ông Tôi từng tự nhủ Sẽ ở bên anh ngay cả khi anh khó khăn nhất Anh mất tất cả Chỉ cần anh không làm tôi mất lòng tin Thì dẫu khó khăn thế nào Tôi cũng nhất định ở bên anh cùng anh gánh đỡ. Nhưng bây giờ, tôi biết phải gánh đỡ thế nào đây? Ngoài việc hàng tháng oản lưng trả tiền lãi. Anh không phải là người xấu. Anh cũng rất yêu thương vợ con. Điều đó, tôi có thể cảm nhận được thực sự. Chồng tôi năm nay 34 tuổi. Tài khoản lúc nào cũng chỉ vẹn vẹn 80 nghìn. Vì lương đi làm chỉ có 5-6 triệu một tháng. Xăng xe, cà phê, ăn uống rồi vài cái đám cưới đám xin cũng đủ vét sạch số lương ít ỏi ấy tôi thì thuộc tiếp phụ nữ năng động bán hàng online mãi đến tận đầu năm nay mới tích góp mở được cái cửa hàng nho nhỏ có đồng ra đồng vào tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ lên trên này lập nghiệp nương tựa yêu thương lẫn nhau cứ ngỡ sẽ giống như một câu chuyện cổ tích có một kết thúc thật đẹp nhưng đời Vốn dĩ không như là mơ mà. Tôi biết bản thân anh tự ti, vì 34 tuổi vẫn bấp bênh, không lo nổi cho vợ con. Trong khi mấy người bạn thân của anh, nhà tầng xe bốn bánh, có người giúp việc. Chắc có lẽ vì vậy, anh mới chọn cách lập nghiệp bằng cái trò đỏ đen may rủi này. Ăn à, được của thiên hạ không dễ đâu chồng ạ. À. 500 triệu, đến khi nào? Chúng tôi mới trả được 500 triệu đây. Tôi vét sạch túi, thành lý hết cả cửa hàng. Cùng lắm chỉ được gần 200 triệu. Nhưng thành lý rồi, thì biết lấy gì mà sống. Bọn cho vay nặng lãi, xăm trổ kín mít. Ngày nào cũng đến nhà tôi làm loạn. Chúng dọa ném mắm tôm, rồi dọa cắt gân tay gân chân của chồng tôi. Nếu như tôi không trả tiền đúng hạn. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vô cùng. Cảm giác như đường vào nghĩa địa đang mở sẵn để chờ vợ chồng tôi thì phải. Còn đứa con trai bé bỏng của chúng tôi nữa. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Mà xui quỷ khiến thế nào? Hôm đó tôi lên Facebook. Vào cái nhóm gì đấy chuyên về cu ma thông và buồn ngại. Nào là phép đen phép trắng. Độ cho rất nhiều tài lộc tiền bạc. Phất lên như diều gặp gió. Lời quảng cáo ngọt như mía lùi. Ai đọc mà chẳng ham. Mấy đứa đang nợ nần như vợ chồng tôi lại càng muốn bám víu lấy để tìm được vận may, biết đâu lại gặp được quý nhân phù trợ. Cả ngày hôm đó, tôi cứ vào đọc những bình luận của mọi người rồi tìm những thông tin về cu ma thông. Có nhiều ý kiến trái chiều, người tốt kẻ xấu. Có những người bạn chưa nuôi bao giờ nhưng cũng lên mạng xã hội phân bua. Em thấy hàng xóm nhà em nuôi xong đen đổi lắm, đến nỗi phát điên luôn đấy tôi tặc lưỡi nghĩ bụng làm gì đến mức ấy cứ phải tự mình trải nghiệm xem như thế nào ở trong hoàn cảnh của vợ chồng tôi hiện tại thì còn gì đáng sợ hơn cái cảnh bọn xã hội đen đứng đầy ngoài cửa để đòi tiền nữa đâu suy nghĩ mãi chăn trở mãi tôi mới bàn với chồng nhà mình có nên nuôi một con không anh nhỉ chồng lăn tăn bảo nhưng có thiêng thật không không lại phí tiền em ạ Trước tiên mình cứ phải tín tâm cái đó. Em tìm hiểu mấy ngày hôm nay rồi. Đọc nát cả Facebook, Google ra rồi. Mình tỉnh phép trắng thì không sợ đâu. Chứ mấy cái phép đen, em nghe nói toàn là linh hồn của thai nhi bị bỏ rơi, nạo phá. Được mấy thầy làm phép, gửi hồn vào con búp bê. Sợ lắm. Chồng tôi gật đầu nói. <laughs> Anh bây giờ cứ như thằng bị thất bại, không ngóc lên nổi. Anh xấu hổ lắm. Mọi thứ em cứ tự quyết định đi. Vâng. Bây giờ mình chỉ còn cách nhờ cõi âm tiếp sức thôi anh ạ. Nghĩ thế. Nhưng tôi vẫn run lắm. Vì thật ra tôi có hiểu phép đen hay phép trắng là gì đâu. Tôi nói như vậy. Chỉ là để tự mình chấn an bản thân. Và cũng là để chồng yên tâm phần nào mà thôi. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi hiện tại. Chắc mọi người cũng hiểu. Tôi không còn cách nào khác nên đành liều một phen vậy. Tôi nhắn tin cho một nick khá uy tín ở trên mạng. Thấy bảo người này là cô đồng, chuyên bán các loại cu ma thông, trai xinh gái đẹp. Mặt mũi cũng sáng sủa, lại có lượt theo dõi lớn, nên tôi yên tâm lắm. Hỷ hục viết hết những khó khăn và tâm nguyện của mình, để mong cô thỉnh giúp một bé về nuôi. Nhắn tin từ 9 giờ sáng, mà đến tận 11 giờ đêm cô mới trả lời. Do đông khách quá tư vấn không xuể. Thế mới biết, nhu cầu của chị em nhà mình nhiều thật. Cô đồng này tư vấn cho tôi một loại cô đang có sẵn, được thỉnh từ thầy cao tay bên Thái. Cô gửi ảnh mấy bé liền cơ. Cô bé, cậu bé đủ cả. Cô bảo, tôi nhìn mà thấy thích loại nào, thì có nghĩa là nó đã chọn tôi làm mẹ. Lúc đầu tôi bối rối hỏi, nhất thiết phải gọi mẹ xưng con à chị? Gọi cô cháu hay bác cháu không được à? Cô đồng giải thích. Mấy con ngoan lắm, em yên tâm. Chúng đều là những đứa trẻ rất đáng thương, bị bạc mệnh chết yểu. Nên nếu em có lòng đón bé về yêu thương, thì bé sẽ cho em thấy sự tồn tại của bé. Bé rất mạnh, có thể độ lọc cho mẹ cha rất nhiều. Tôi tò mò hỏi. Đây là các con ở bên Thái, nhưng đều biết tiếng Việt hết ạ. À. Chúng đều hiểu cha mẹ nó nói gì và sẽ đi vào giấc mơ để gặp và giao tiếp với em. Các con lành lắm. Cha mẹ xin gì đều cho. Thỉnh cầu gì đều hiểu và đáp ứng. Chỉ cần không quá tham lam là được. Em yên tâm. Các con chỉ là những thiên thần bất hạnh. Chỉ phù hộ chứ không hại gì em đâu. Sau hết duyên, con sẽ tự rời đi. Và nếu tình yêu của em cảm hóa được con, thì con sẽ được siêu thoát. Chỉ cần em đối xử tốt với con thật lòng. Nghe lời tư vấn quá bùi tai và thấy con búp bê tóc dài xoăn tít béo múp mặc chiếc váy tân thời xanh đáng yêu quá nên tôi quyết định chọn bé rồi qua đón con về ngay vì cô đồng ấy cũng ở hà nội luôn về nhà tôi hỏi chồng mình đặt tên con là gì chồng nhỉ là bông đặt tên là bông đi cho nó nhẹ ừ thì bông chào con thành viên mới mẹ là mẹ loan đây đây là bố cường còn đây là bin em trai con đấy mẹ nghe nói con lớn lắm rồi đúng không? có gì nhớ về báo mộng cho mẹ trong giấc mơ nhé. thiên thần thật ra thì mấy đầu khi nhìn thấy bông tôi cũng sợ lắm vì trông con bé không khác gì người thật mắt rán mi long lanh to tròn môi cong tớn hai má phúng phính đỏ ửng lại còn có mấy cái răng cửa giống điệu bộ trẻ con khi đang cười tôi yếu bóng vía nên run lắm nhưng nhớ lại lời cô đồng nói là dùng tình yêu để cảm hóa chúng. Nên tôi tự nhắc nhở mình phải yêu thương bông thật sự. Rồi con bé muốn giúp đỡ tôi cái gì thì giúp. Tôi chưa đòi hỏi vội. Không người khác lại nghĩ tôi lợi dụng bé. Tối hôm đầu tiên, bông đã cho tôi mơ thấy bé. Tôi cảm nhận rõ rệt. Đây là một cô bé khoảng 7 tuổi. Cao giáo, xinh gái, tóc buộc trỏm đuôi gà. Cô bé mặc bộ quần áo như trên thảo nguyên xanh. Cứ nhìn tôi cười mãi rồi gọi mẹ. Khuôn mặt cười lúc đó của nó mới đáng yêu làm sao. Khiến tôi như lạc vào giấc mộng. Nơi có nắng, có gió, có mùi cát cháy thơm ngào ngạt. Và hơn thế nữa, có một bé gái thật đáng yêu. Khiến tôi xôn xao vì đôi mắt bé thật đẹp. Trong vắt như giải ngân hà. Cô bé đó nói với tôi. Mai mẹ đi mua cho con thật nhiều quần áo Con sẽ ở cùng mẹ mãi mãi Vì mẹ đã chọn đón con về Con sợ ở nhà các thầy Pháp lắm Hôm sau tỉnh ngủ Nghĩ lại giấc mơ đêm qua Tôi lại thấy thương bông gấp bội Thầm nghĩ bụng Không biết tại sao Con bé lại sợ ở nhà các thầy Pháp Lẽ nào các bé bị đánh Hay hành hạ gì chắc Tôi nghe người ta nói Để tu luyện Kuma Thông thì các thầy Pháp phải làm rất nhiều thứ thì mới được một phép hoàn chỉnh. Càng nghĩ càng thương. Nên tôi nhẹ nhàng bước vào cái nôi nhỏ, nơi bông nằm, đắp lại chăn và khẽ mỉm cười. Lòng tự nhủ. Có gì đâu mà sợ cơ chứ. Trước đây mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chạm vào má con bé. Một chút hơi lạnh phả nhẹ vào đầu ngón tay. Khiến tôi có cảm giác tê tê. Chắc con bé đang cố báo cho tôi biết. Nó hiểu hết những gì tôi nói. Bông ngoan, nằm đây để mẹ đi pha sữa cho em pin ăn, rồi sẽ làm đồ ăn sáng cho con. Lát nữa mẹ đi mua nhiều đồ sinh cho. Yên tâm, con thích màu gì nhỉ? Xanh này, hồng này, cả vàng cũng đẹp đấy. Mua hết cho đủ bộ nhé. Nói rồi, tôi trở lại giường. Pha cho pin 200ml sữa để thằng bé tự uống. Trộm vía con trai tôi ăn ngoan và ngủ ngoan lắm. Đi học từ lúc 16 tháng vì nhà neo người, nội ngoại đều ở xa, nên không nhờ trông đỡ hộ tôi được. Trường cũng gần, nên sáng sáng bố nó toàn đưa đi học luôn. Đây, sữa của Bin đây, uống hết đi con. Mẹ lấy cho chị Bông chút đồ ăn không chị ấy đói. Tôi chuẩn bị cho Bông một hộp sữa và vài lát bánh mì, ít trái cây ngọt. Cô đồng dặn tôi là các con chỉ thích uống sữa, uống coca hoặc tinh dâu. Càng nước gì hoặc quả gì màu đỏ là các con lại càng thích. Tôi bế bông lên bàn và để đồ ăn trước mặt nó. Bin cũng cầm bình sữa léo đẽo theo sau mẹ. Nhìn thấy chị bông thì nó cứ đòi bế vì nghĩ rằng đồ chơi chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Tôi ra hiệu cho Bin im lặng rồi bảo Con ạ à chị đi, đây là chị bông con hư là chị đánh đòn vào mông đấy, nó gật gù, ra vẻ hiểu biết, rồi ạ rất to. Buổi trưa hôm đó, tôi ghé shop đồ mẹ và bé, mua cho bông mấy chiếc khăn và cái lắc chân bằng bạc, nhìn nhỏ xíu xinh xinh, trông yêu lắm. Mua thêm cho con ít đồ chơi xúc sắc, vì nghĩ bụng trẻ con đứa nào mà chẳng thích. Hồi xưa lúc có bầu, tôi cũng mong là con gái, vì gái đầu lòng vừa tình cảm. Sao lại còn đỡ đần được mẹ Và con gái Thì ta hồ diện váy nọ váy kia Tha hồ làm điệu Giờ thì tôi thỏa lòng mong ước Vì có bông làm con gái thật rồi Tuy nhiên chồng tôi Thì lại có vẻ không hào hứng lắm Anh cứ tỏ ra sợ sợ Chả bao giờ thèm bế con bé Tôi cứ nhắc đến nó Là anh lại lảng đi chuyện khác Vì anh bảo trông nó anh hơi sợ Thôi thì mới đầu Chắc chồng chưa quen Đàn ông mà, họ cứng rắn, chứ không sống tình cảm như đàn bà. Đàn bà thường dễ thương người và hay mủi lòng, động tí là rơi nước mắt, nhất là khi tôi mơ thấy bé. Tôi cứ linh cảm, bé sẽ là một người thật tốt, một thiên thần may mắn mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi. Mua đồ xong, tôi đón bé ra cửa hàng, sợ bé ở nhà một mình buồn. Một cô bé khách quen bước vào shop mua đồ, Nhìn thấy bé bông ngồi ở một góc. Thì la toáng lên. Nét mặt đầy sự sợ hãi. Trời ơi chị Loan. Chị mới mua con búp bê này đấy à? Ừ chị mới mua. Trông <laughs> xinh không? Khiếp thật. Thế thì nó làm em thoát tin. Nhìn cứ y như người thật đấy. Giờ công nghệ hiện đại thế. Đến người mà cũng làm giả được. Em chả thấy xinh gì. chồng ghê chết. Chị xem phim búp bê ma ám chưa? Tôi cho mày. Biểu hiện sự không vui. Lặng lẽ đặt bông xuống dưới tránh để cho người khác nhìn thấy tôi sợ miệng lưỡi cay độc của thiên hạ sẽ khiến con bé buồn mãi sau này tôi mới biết cô bé khách hôm đó tối về bị sưng miệng như có ai cắn vào đấy tận một tuần sau mới khỏi từ ngày có bông về tâm trạng tôi vui hẳn làm ăn mọi thứ cũng thuận lợi hơn khách ra khách vào tấp nập cứ hôm nào kiếm được nhiều tiền là tôi lại thưởng cho con bé một món đồ chơi nhỏ và ít trang sức nhưng chả hiểu sao tôi cứ đi đâu mà không cho bông đi là lại nóng ruột lòng bồn chồn không yên trong đầu cứ tưởng tượng cảnh con bé mở mắt tròn xoe đứng ngoài cửa để đợi tôi về một cảm giác rất khó lý giải những lúc như thế trong lòng tôi như có một đám lửa lớn đang bốc cháy dữ dội tôi cho bông đi chơi nhiều hơn nào là đi sở thú đi khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Tôi bế bông, chồng tôi bế pin. Chúng tôi dắt tay nhau mà ai cũng nhìn chằm chằm. Họ đều hỏi tôi sao mua được con búp bê ở đâu mà giống người thật thế. Nói về chồng tôi thì từ đợt đón bông về thì chồng cũng trúng số nhiều. Có hôm chúng con đề mấy chục triệu. Chồng kể đang thiêu thiêu ngủ trưa thì thấy có giọng thì thầm bên tai bảo đánh 3773 nhé thảo nào tối hôm đó lão mua cả con vịt quay to tướng về bảo là liên hoan còn mua cho bin bà bông mấy con gấu to đùng nữa tôi là người khá tín tâm nên có lộc cũng làm mâm cơm thắp hương gia tiên rồi cám ơn bông tôi nghĩ con bé đang phù hộ dần dần cho gia đình tôi trả hết nợ chồng vui lắm bảo rằng không nghĩ cô ma thông lại có thể lợi hại đến thế tôi vênh mặt nói còn gái mình mà lấy Con hiểu mình thương con thật lòng Nên con cho lộc thôi Anh liệu mà tu trí làm ăn Chồng tôi cười khì khì rồi nói <laughs> Mai chủ nhật Cả nhà mình lên Sapa chơi đi Cho mấy mẹ con đi chơi luôn Tiện anh lên đền thờ ông Hoàng Bảy Nghe bạn anh nói Ông thiêng lắm Tôi giơ tay ra hiệu ok Đi chút cho thay đổi không khí cũng được anh ạ Lên đấy ăn đồ nướng và gà quay Em cũng thích đồ ăn trên đấy ngon bổ rẻ, chứ không như Hà Nội, cái gì cũng đắt. Ngày hôm sau, vợ chồng tôi lên đến cửa ông cũng tầm 11 giờ trưa, ăn tạm mỗi người bát bún, rồi vào cửa ông để xin lộc. Tôi vẫn nhớ rõ, tôi bế bông trên tay. Chồng thì thả pin xuống cho pin chạy nhảy, vì thằng bé thấy đông người và cảnh đẹp thì khoái chí lắm. Anh nhớ để ý con đấy, không người ta bắt cóc mất bây giờ. Ừm, yên tâm, Mẹ con em cứ lượn lờ đi thăm thú chùa triền cho chán đi. Bố con anh theo sau. Tôi mặc bộ đồ Phật tử màu hồng sen. Trang điểm nhẹ nhàng. Đang định lôi điện thoại ra chụp ảnh. Thì có một chú chắc tầm gần 60 tuổi. Nhìn tôi chằm chằm rồi bảo. Cái nghiệp âm đi theo cô nặng quá. Lo về mà giảm bớt cái nghiệp của mình đi. Thấy tự dưng lại có người bảo mình thế. Nên tôi thấy hơi lạ lạ. Nghĩ bụng. Ông này có phải người bình thường không? hai đầu óc có chút vấn đề nghĩ thế nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi lại chú có thể nói rõ hơn được không ạ con chưa hiểu lắm đợi hiểu thì có khi cả nhà chết hết cả rồi gây nghiệp tội lỗi tội lỗi sau đó ông bỏ đi để mặc tôi đứng ngơ ngác tôi cũng kệ kiểu như không quan tâm vì nghĩ lão này vô duyên thần kinh lại có vấn đề tự dưng lại ăn nói linh tinh của người ta chết. Thật sự tôi bực bội hết sức. Định kể với chồng, nhưng sợ mất không khí, nên tôi không kể nữa. Ngồi một lúc bốc thăm sổ số miền Bắc, ngâm cứu số chán chê, tôi lại bồng bé bông vào để thắp hương xin lộc. Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau lưng tôi. Này, em gì ơi? Tôi quay người lại, thì thấy một cô có nốt ruồi son giữa chán đang vẫy vẫy tôi. Trông người đàn bà này khá phúc hậu, ánh mắt sắc lẹm, đang sửa soạn mâm ngũ quả. À, dạ, sao đấy chị? Cô chỉ tay vào bé bông rồi nói. Ơ ờ, hay, sao đến cửa thánh mà lại mang con này vào là thế nào? Người ta kiêng đấy em nhé. Thánh nào cho phép em mang con quỷ nhi vào đây? Vớ va vớ vẩn, cẩn thận không ông lại vật cho gáy cổ đấy. Tôi ức phát khóc. Ngày gì mà gặp toàn những thành phần cô hồn thế này? Chắc đi gặp giờ xấu. Tôi không thèm nói lại Mà chỉ lặng lặng bỏ đi chỗ khác Người đàn bà đó vẫn nầm bẩm Tổ tiên nhà mình không biết đã phụng sự hương khói tốt chưa Mà lại đi thờ quỷ Tôi bỗng thấy khổ thân con gái tôi Tại sao lại bị người ta miệt thị như thế này Là tôi không tốt Đang nhẽ ra tôi không nên cho con vào đây Thôi thì trời tiếp thôi Đừng nên nghĩ nhiều Tôi tự nhủ lòng mình như vậy Sapa hôm nay thời tiết lất phất mưa phùn, nhưng người đến tham quan du lịch vẫn rất đông. Xe lớn xe bé cứ kéo đến ngùn ngụt. Chẳng hiểu sao tôi lại mê mẩn nơi đây đến kỳ lạ. Thích cảnh sắc và không khí của nó, thích từng cung đường, thích món trứng nướng mà tôi và chồng tôi đã ngồi ăn chung khi lần đầu tiên chạm mặt. Bọn tôi nghỉ tại một khách sạn ngay gần trung tâm, giá cũng khá rẻ. Phòng hai giường mà có hơn 400 ngàn. Lại có cửa sổ tha hồ ngắm cảnh. Sau một chặng đường dài, chắc pin cũng mệt, nên vừa du cái là nó ngủ thiếp đi. Chồng tôi nháy mắt nói nhỏ. Nào, lại đây hâm nóng tình cảm một tí nào. Vào nhà vệ sinh đi cho bí mật. Tôi lườm yêu rồi nói. <laughs> có nổi 5 phút không mà ham hố thế. Và đem mát xa lưng cho. Tân lệnh bà xã, em ở bông ngủ luôn đi nhé, để bố mẹ còn làm việc. Tôi đắp cho bông một cái chăn mọc, Không quên thơm con bé một cái rồi nói Ngủ đi xíu dậy mẹ cho đi ngắm cảnh Vợ chồng tôi đóng cửa nhà tắm Nhẹ nhàng cài thêm Thì thoảng lại trốn con làm chút không gian riêng thế này Nước lạnh toát luồn qua da thịt Khiến tôi như bừng tỉnh Sảng khoái đến kỳ lạ Quên mất là mình chưa cởi quần áo Chồng thì mặc mỗi chiếc quần đùi Đang hí hưởng đánh răng rửa mặt chúng tôi chưa kịp làm gì mới đang trong trạng thái hân hoan thì chồng tôi bỗng hét toáng lên em ơi ai ở đằng sau đấy tôi tưởng chồng trêu nên hùa theo có còn ma tóc dài đang ở sau lưng anh đấy mặt chồng tôi lúc đó tái mét da trắng bệch run run chỉ anh anh không đùa đâu anh vừa thấy thấy có một cái bóng trắng mờ mờ đang nhe răng cười đáng sợ lắm em ạ nhìn mặt chồng tôi lúc này tôi biết là chồng đang nói nghiêm túc nên tôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Nhanh chóng mặc quần áo khô rồi lôi chồng ra ngoài hỏi. Anh nhìn thấy thật đấy à? Có hoa mắt nhìn nhầm không anh? Trời, anh xin thể. Nhìn trong gương phản chiếu rõ luôn. Mình đi tìm nhà nghỉ khác đi em Tôi chẹp miệng nói. Anh hâm à? Vừa đóng tiền 4 ngày để được hưởng giá ưu đái. Giờ đi làm sao được? Tiền có phải dễ kiếm đâu. Nhặt nhạnh từng đồng. Nhưng mà không nhìn nhị gì hết có em ở đây mà nó cũng phải hiểu đạo lý chứ trên hai chiếc giường bông và bin vẫn đang ngủ ngon lành tôi cũng nằm xuống bên cạnh bông ngủ thiếp đi lúc nào không biết bỏ mặc người đàn ông bên cạnh vẫn đang còn run lên vì kinh sợ trong giấc mơ tôi lại thấy khung cảnh ngôi nhà nhỏ của mình xuất hiện tôi thấy bin đứng quay lưng về phía tôi tôi lên tiếng gọi bin còn đứng đó làm gì thế lại đây với mẹ nào thằng bé không nghe tôi gọi mà cứ lủi thổi tiến về phía trước khiến tôi phải đuổi theo mãi càng đuổi càng thấy xa vời phải đến một lúc lâu tôi mới tóm được vạt áo của con trai mình nào sao mẹ gọi mà con lại cứ bơ mẹ đi thế đinh từ từ quay mặt lại nhếch mép cười khuôn mặt nó méo mó gần như biến dạng từng lỗ tròn khoét sâu như bị bọ đục khoét khiến máu không ngừng chảy xuống loang ướt đẫm cả bộ quần áo ngủ tôi vừa mua cho con tuần trước. Mẹ ơi, con đau. Tôi hoảng loạn ứa nước mắt. Thất thời, không thể nghĩ ra mình phải làm thế nào. Chân như bị đẻ nặng, không thể bước nổi. Miệng ú ớ, không nói nên lời. Bỗng có tiếng động răng rắc, rắc. Đầu thằng bé như bị ai bẻ gãy. Dần vẹo ra đằng sau. Mắt nó trợn trừng, mồm bặm chặt. Tay chơi với về phía tôi như cầu cứu đôi bàn tay tí xíu non nớt của nó giờ đã bị nhuốm đầy màu đỏ nhưng vẫn vẫy vẫy tôi liên tục ánh mắt như van xin sự cầu cứu từ mẹ không không đừng làm hại con tôi làm ơn dừng lại đi dừng lại tôi khóc thét giống như đang ở đỉnh cao của sự đau khổ và tuyệt vọng nhưng lại không thể chạy tới vì cơ thể tôi đã bị giữ chặt lặng chỉ biết đứng trơ mắt nhìn con mình quằn quại trong đau đớn một giọng nói chợt lanh lảnh vang vọng bên tai tôi. Sẽ rất nhanh thôi, không đau đâu. Tôi không nhìn rõ mặt người nói câu đó, vì đó chỉ là một cái bóng trắng mờ ảo, tay đang cầm một con dao nhỏ. Mày, mày định làm gì con tao? Cút ngay đi, cút ngay đi. Loan, Loan, em mơ gì mà hét kinh thế? Tỉnh chưa? Chồng tôi vỗ nhẹ vào mặt tôi mấy cái, khiến tôi choàng dậy, trở về thực tại thấy bin vẫn đang ngủ lòng thầm thở phào nhẹ nhõm tôi vừa thở gấp vừa nói <laughs> ác mộng đáng sợ quá em mơ gì mà đạp mạnh thế ảnh tí thì bị bay xuống đất tôi lắc đầu nhất thời vẫn chưa thể bình tâm lại nên đành mở bài nam mô a di đà phật ra nghe chắc lúc nãy tôi bị chồng dọa nên mới mơ linh tinh như thế nhìn con tôi thêm yên tâm phần nào vì người ta nói sinh giữ tử lạnh. Tất cả rồi sẽ ổn. Nghĩ như thế, nhưng tim tôi vẫn đập nhanh dữ dội, toàn thân ớn lạnh và một cảm giác sợ hãi bất chợt đang xâm chiếm. Chắc chồng biết tôi vẫn còn đang hoảng loạn nên kéo tôi ra khỏi giường và bảo Trời đang đẹp, cả nhà mình đi lượn lờ ngắm cảnh thôi em. Tự dưng anh có cảm giác đói đói, già kiếm cái gì ăn luôn. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Chẳng mấy khi cả nhà mới có dịp đi chơi thế này. Nên tôi không muốn chỉ vì vài chuyện vớ vẩn mà phá tan bầu không khí đang tươi đẹp. Trời đã tạnh mưa. Trên con đường nhỏ, xe cộ và người đều đi lại tấp nập. Những chiếc áo, chiếc váy đủ màu sắc khiến nơi đây càng trở nên mơ mộng giống như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Các nhà nghỉ, khách sạn thi nhau mọc lên cao vút. Con phố này đúng là càng ngày càng phát triển hiện đại chứ không hoang sơ như mấy năm trước tôi từng đi tôi nắm chặt tay pin thằng bé có vẻ rất thích thú nên cứ cười khành khạch chỉ hết chỗ nọ đến chỗ kia chốc chốc lại quay sang chị bông nói chuyện bông ơi đi chơi nhìn hết mặt ngây ngô của con mà tôi phì cười trẻ con lúc nào cũng đáng yêu vô lo vô nghĩ như vậy nhìn đứa con trai bé bỏng đang nô đùa tôi lại cảm thấy xót xa khi nghĩ đến bông nếu không mất quá sớm thì có lẽ cô bé cũng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ ruột được nhìn thấy cuộc sống này tươi đẹp như thế nào nhưng cô bé lại không được may mắn như thế tôi thật lòng cầu mong đến một ngày nào đấy tôi thấy bông trong mơ và bé sẽ nói với tôi rằng con được đi siêu thoát làm người rồi mẹ ạ bông đã giúp gia đình tôi rất nhiều đến giờ phút này Tôi cũng không bao giờ có ý nghĩ tham lam là bông sẽ giúp tôi trở nên giàu có, vì tôi hiểu, giàu hay nghèo đều do phúc đức và số kiếp của mình. Bé bông trên tay, tôi khẽ mỉm cười, khẽ giới thiệu với con bé về vùng đất Sapa này. Mấy mẹ con còn thi nhau chụp ảnh để làm kỷ niệm. Đang hớn hở chụp ảnh, thì tôi có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi. Ngước mắt lên nhìn tôi thấy một thanh niên ốm yếu với đôi mắt trũng sâu đen láy đang nhìn tôi. cậu ta mặc một chiếc quần bò xanh đã cũ, khoác chiếc áo da màu đen nhạt. chân cậu không đi dép. vẻ bề ngoài cũng không giống một người bình thường vì có vẻ tâm trí không ổn định. tôi có chút sợ hãi vì đợt gần đây rộ lên mấy bài báo một thanh niên tâm thần cầm dao đâm liên tục vào người đi đường vì nghĩ rằng họ đang tấn công mình người điên thì có biết gì đâu nên có đưa ra pháp luật thì họ lại được thả ra chỉ khổ những nạn nhân tự dưng bị vận đen rơi chúng nghĩ thế tôi bảo chồng bế bin đi nhanh ra chỗ khác cẩn thận một chút vẫn hơn cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi đầu liên tục lắc ngón tay dường như đang cố chỉ một điều gì đó nhưng tôi không rõ là điều gì một lát sau cậu ta đã lùi bước và biến dạng vào con ngách sâu tít phía trước. Người điên thì tôi đã gặp qua rất nhiều, nhưng quả thật đôi mắt này, nó động lại trong tôi khá nhiều cảm xúc, vì tôi mơ hồ nhận ra mình đã bắt gặp nó ở đâu rồi thì phải. Đang mơ màng suy nghĩ, thì chồng tôi kéo tôi vào một quán ngô nướng ở ven đường. Cái hương thơm của ngô khoai sắn làm bụng tôi lại dẻo ẩm ý. Ở đây có món trứng nướng cũng ngon thật khiến con người ta không thể cưỡng lại được. Các cụ nói cấm có sai. Chết vì ăn là cái chết ngọt ngào không bao giờ phải lan tan. Bà nướng ngô cho bọn tôi chắc đã ngoài 70 tuổi. Bà mặc một bộ đồ màu dân tộc. Trên đầu quấn chiếc khăn tím hình tam giác. Bà có vẻ khá ít nói, chỉ làm lũi làm công việc của mình. Chốc chốc, bà lại lén nhìn bông bằng vẻ mặt khá khó hiểu. Tôi đánh tiếng hỏi ở đây mình bán được đông khách không à bà giờ người ta đi du lịch nhiều chắc cũng kiếm ăn được bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ tốn đáp cũng ngày nọ ngày kia cô ạ giờ hàng quán nhiều dừng lại một lát có vẻ như suy nghĩ thêm gì đó bà quay sang hỏi tôi cô ôm con búp bê lạ quá tôi tiếp xúc với bao nhiêu người rồi từ miền xuôi đến miền ngược nhưng chưa thấy ai khiến tôi nổi hết gai ốc như cô cảm tưởng như nhà cô vừa có người mất tang thương trùng trùng vừa lạnh lẽo lại vừa hư quạnh cô ạ thư lỗi cho già này nhiều lời tôi khé lắc đầu nói à, à không nhà cháu vẫn bình thường bà chắc bà nhầm dù sao cũng cảm ơn bà bà lão gật gù khóe miệng khé nhếch lên một nụ cười nhẹ khiến những nếp nhăn trên da mặt căng ra thế thì tốt rồi Già này mắt kém, trí óc cũng không còn được minh mẫn, nên lại nói linh tinh rồi. Chắc tại tháng trước con trai bà vừa mất, nên nhìn ai, già cũng thấy âm khí nặng. Cô đừng để bụng. Đang chuẩn bị đứng dậy để đi tham quan chỗ khác, thì tôi bỗng cảm thấy bị hoa mắt. Tôi cố bám chặt tay vào thành bàn để khỏi ngã. Nhưng dường như cơ thể tôi không có một chút sinh khí nào. Cơn lạnh lan tỏa trong bụng, quận trào như một cơn sóng mạnh đang lênh đênh ở trên biển. Trong chốc lát, cả người tôi mềm nhũn như bị thả từ trên tòa nhà cao tầng xuống. Tôi cố gắng để gọi tên chồng, nhưng phải mất một lúc lâu sau, anh ấy mới để ý đến sự khác lạ của tôi. em, em làm sao thế? Sao mặt mũi lại trắng bạch giống như người bị mất máu thế kia? Bà cụ bán ngô thấy thế, cũng chạy lại xoa tay cho tôi và nói. Chắc là tụt huyết áp rồi, bình thường ở nhà cô ấy có hay bị thế này không nói xong bà cụ gọi với sang quán nước bên cạnh chú dũng ơi pha cho cháu nó một cốc trà gừng tôi dùng mình trong cơn giá lạnh gây người uống xong cốc nước cơ thể mới bắt đầu ấm áp trở lại tôi tựa vào người chồng hít thở một lúc lâu nhưng cảm giác sợ hãi ở trong lòng vẫn còn vô cùng khó chịu cũng chẳng hiểu tại sao Dạo này sức khỏe tôi lại kém đến vậy. Chả nhẽ, tôi bị bệnh gì rồi? Liệu có nguy hiểm không? Thoáng nghĩ đến, tôi lại dùng mình. Tưởng tượng ra thứ mùi kháng sinh nồng nặc của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng, mùi máu, cứ hòa quện vào nhau. Bệnh viện là nơi tôi sợ đặt chân vào nhất. Vì trước bà ngoại tôi đã bị chết ở trong ấy vì bệnh hiểm nghèo. Đợt đó, tôi ở viện chăm bà gần 2 tháng, thì bà mất bác sĩ nói sự sống vốn mỏng manh như một sợi chỉ nay sống mai chết là chuyện bình thường vì vậy còn được sống ngày nào thì phải sống cho thật vui vẻ nghĩ đến chuyện cũ tôi lại đau lòng đến ứa nước mắt bà nuôi tôi từ bé yêu thương tôi chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ vậy mà chồng tôi chồng thấy tôi khóc tưởng tôi bị làm sao nên lo lắng nói em thấy không được khỏe ở chỗ nào hai anh đưa em đi khám nhé tôi xua xua tay cố nặn ra một nụ cười cho chồng yên tâm <laughs> em khỏe rồi vừa bị hạt bụi bay vào mắt đấy mà gió to quá kiểu này tối thế nào cũng mưa rồi tôi quay sang cám ơn bà cụ cũng. cũng may có cốc nước gừng mới khiến cơ thể tôi bình thường trở lại tôi nhớ trước đây có ai đã từng kể cho tôi nghe rằng gừng mang tính dương khí cao, nên khi đi đám ma về hay vừa trải qua một kiếp nạn liên quan đến chuyện âm, người ta thường uống hoặc tắm bằng nước gừng ấm để âm khí tiêu tan. Mà sao tôi lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tôi chỉ bị tụt huyết áp thôi. Bà cụ thấy sắc mặt tôi đã hồng hào trở lại thì dục chồng đưa tôi về. Cậu đưa con nhà về đi, kẻo ở đây lâu lại trúng gió. Người đang yếu, chẳng may gặp cơn gió độc ốm ra đấy thì khổ trên đường về phòng chồng tôi lẩm bẩm lần này về hà nội anh nhất định phải đưa em đi khám tổng quát càng ngày càng thấy sức khỏe của em không ổn tôi phụng phịu nói tại mấy hôm nay em thiếu ngủ thôi thêm vài lần như vậy nữa em nhất định sẽ đi khám mà không cần anh phải giục anh yên tâm chồng tôi trừng mắt nói bằng giọng giận dỗi cái gì mà vài lần em định để anh chết vì đau tim đấy à em ấy Lớn đầu rồi mà cứ sợ bệnh viện như con nít Cứ vải như pin đây này Tháng nào cũng đi tiêm phòng Mà vẫn chẳng sợ sệt gì Con trai bố nhỉ Bin thấy bố quay sang hỏi mình Thì cũng cười toe toét. Mỗi lần nhìn con trai cười Là lòng tôi lại trở nên ấm áp đến kỳ lạ Bao nhiêu buồn phiền Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết Tôi tự nhủ Vì con tôi phải cố gắng hơn Để lo cho con được một cuộc sống tốt đẹp nhất giờ bên cạnh tôi không những có bin mà còn có cả cô công chúa đáng yêu mỗi tội miệng lưới thế gian cay độc quá đến khi nào họ mới mở lòng hơn để đón nhận những sinh linh vô tội bạc mệnh phải nhờ đến chút phúc của bố mẹ ở dương thế mới có thể đi đầu thai vậy mà không một ai hiểu ai cũng nhìn tôi và bông như những sinh vật lạ như một cái gì đó đáng sợ và ghê gớm lắm cũng đúng thôi nếu là tôi của trước kia Thì chắc hẳn cũng sẽ như vậy Nên tôi không trách họ Vì thật ra Phải ở trong vị trí của nhau Mới có thể hiểu và cảm thông Đêm hôm đó Mưa vẫn rơi không ngừng Cũng đang âm u như tiết trở Mưa khiến con người ta buồn hơn Và suy nghĩ về những chuyện đã cũ Lúc này Bin và chồng tôi đã ngủ say Có lẽ Do đã thấm mệt nên hai người ngủ rất sớm, bỏ mặc tôi cô đơn trong đêm tối. Tôi chẳng chọc mãi, cũng không thể nào ngủ được. Tôi kéo nhẹ chiếc rèm cửa màu hồng nhạt, để lộ ra ô cửa sổ, đang tí tách những giọt nước mưa thi nhau chảy xuống. Tôi ôm bông vào lòng, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, khe khẽ hát những bài hát du quen thuộc. Lúc đó, tôi giống như một người mẹ hiền, đang ẩu ơ hát du đứa con gái bé bỏng của mình. Trong đêm khuya thanh vắng, một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ màu trắng, ôm con bút bê quay mặt vào tường, dáng vẻ giật giật, sắc mặt sạm đen, hai mắt trũng sâu, xương bả vai nhô lên nhọn hoắt, trông chẳng khác một cái xác không hồn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ phải giật mình. Nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng việc con búp bê hoàn toàn không có bóng. Hai mắt nó thi thoảng đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vô hồn đang cố du nó ngủ. Miệng nó khẽ cười, từ hai khóe mắt lặng lẽ chảy ra hai giọt nước đen như mọc mực. Trong một con ngõ nhỏ heo hút, mưa tuôn xối xả, xung quanh tôi ai cũng hối hả để trở về ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Người thì che ô người thì mặc áo mưa chỉ có mình tôi đầu trần đứng dưới ngõ ngơ ngác nhìn dòng người qua lại toàn thân tôi như bị đóng băng cô độc trên chính hành trình của mình mà không biết tôi đang ở đây để làm gì ký ức này xuất hiện thật quá thật đến nỗi tôi cảm nhận rõ sự đau thương khó hiểu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt tại sao tôi lại đau buồn thế này tại sao tôi lại ở đây tôi nhìn thấy một bộ xương khô đang lững thững tiến tới. Những con người khác có khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao một cách khác thường. Lẽ nào đây là khu dành cho người chết? Tôi sợ hãi toàn bỏ chạy, nhưng lại không biết chạy về hướng nào. Vì đâu đâu cũng đều có những gương mặt đáng sợ. Tôi cứ gào thét gọi tên chồng trong vô vọng. Từng ánh mắt lạnh lẽo, chăm chăm nhìn về phía tôi. Họ vấy tôi lại, miệng lầm bẩm nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được cảm giác kinh hoàng đến cùng cực tôi bịt chặt tai lắc đầu nước mắt chảy ra không ngừng đừng tiến lại đây đừng tôi xin các người tôi không muốn chết bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại réo vang làm tôi bừng tỉnh mồ hôi tuôn ra như tắm ướt đẫm cả gối lại là một cơn ác mộng dạo gần đây chẳng hiểu sao Tôi lại hay gặp ác mộng đến vậy. Có những giấc mơ thoáng qua, nhưng có những giấc mơ lại rõ nét và thật đến từng chi tiết. Nhìn điện thoại, mới có sáu giờ sáng. Chồng tôi thì đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Cô Bin thì không hiểu dậy từ bao giờ, mà không đánh thức mẹ. Chỉ làm lúi nhìn ra khung cửa sổ trong vô thức. Bình thường lần nào nó dậy, nó cũng khóc ẩm ý hoặc dùng tay để mở mi mắt của mẹ ra tay còn lại kéo tóc miệng hét lớn gọi tôi dậy hiếm có hôm nào nó ngoan như hôm nay chắc cụ cậu vừa dậy nên còn chưa kịp tỉnh ngủ tôi vệ sinh cá nhân xong thì pha sữa cho bin uống không quên chuẩn bị cho bông một chiếc bánh mì ruốc và hộp sữa dâu thơm lực. bin thấy chị có bánh mì nên cứ đòi cho bằng được chồng tôi phải bế ra ngoài chứ không thì vừa sáng ra cả nhà nghỉ đã phải nghe tiếng khóc chết lặng của trẻ con. Chắc khó chịu lắm. Nào, mẹ trải đầu cho bông. Thay váy sinh để mẹ con mình đi ăn phở nhé. Lát nữa, mình phải về rồi. Nên mẹ tranh thủ đưa bông đi chơi thêm. Mua ít đặc sản của Sapa để mang về ăn dần nữa. Ở đây có hạt rẻ răng bơ nóng hổi ngon lắm con gái ạ. Ngoài trời, không khí cũng có phần dễ chịu. Khác hẳn lúc tôi còn ở trong phòng một luồng gió thốc vào mặt lạnh buốt mang theo hương thơm nhẹ nhẹ của các loài hoa mọc ven đường khiến tôi như được hồi sinh thoát khỏi những nỗi ám ảnh của giấc mộng đêm qua tôi là con người khá tín tâm nên tôi đã nghĩ đến việc căn phòng bọn tôi đang ở có vấn đề gì đó về âm phận có thể dưới đất chôn thứ gì đó không sạch sẽ chẳng hạn hoặc do tôi yếu bóng vía quá nên bị trêu trước đây tôi đã bị ma nhập một lần rồi nên duy tâm lắm. Cũng may trưa nay do có việc gấp nên cả nhà tôi phải bắt xe về sớm chứ không ở mấy hôm như dự định. Tiền phòng cũng bị trừ 20% thôi. Ở đây lâu chắc tôi cũng bị điên sớm vì ma quỷ âm binh soạn. Thật sự lúc bị như thế trong lòng tôi vẫn nghĩ là do tôi yếu bóng vía nên bị ma trêu chứ không hề nghĩ thủ phạm lại ở ngay cạnh mình. Thế mới bảo mọi sai lầm đều phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Đừng bao giờ đùa với lửa, kẻo có ngày chính ngọn lửa đó sẽ thiêu trụi và đốt cháy mình. Bao nhiêu lời cảnh báo của tổ tiên, của bà tổ cô báo mộng, nhưng tôi đều không thể nghĩ ra nổi, vì tôi chưa tiếp xúc với cõi âm bao giờ, hoặc chắc lúc đó tôi đang bị quỷ che mắt mất rồi. Lúc lên xe là khoảng gần 12 giờ trưa, do vợ chồng tôi ra muộn nên bị nhét xuống tận hàng ghế cuối. Bình thường, tôi hay say xe, nên tôi thích ngồi ghế đầu. Ngồi ghế cuối thế này, tí kiểu gì cũng bị nôn ra, mật xanh mật vàng. Tôi bịt khẩu trang y tế kín mít, tai đeo tai nghe, lắc lư theo vài bản nhạc tủ quen thuộc. Đây là thói quen từ hồi bé của tôi. Cứ lên đến xe là nghe nhạc, xong lim dim ngủ. Vừa đỡ say, lại vừa đỡ mệt. Chứ ngồi xe mất 6 tiếng như thế này, mà không được chợp mắt Thì đúng là cực hình Trộm vía, cu bin cũng theo bố Nên tôi không phải vất vả nhiều Hai bố con cứ ôm nhau Bibo nói chuyện Tôi tựa đầu vào ghế Mắt khé nhắm Đang định ngủ Thì tiếng khóc thút thít của ai đó Làm cho tôi phải chú ý Tiếng khóc này không rõ là của nam hay nữ Lúc gần lúc xa Nghe giống như từ một cõi nào đó vọng về Mà lạ thật bình thường nghe nhạc tôi hay để to hết cỡ dù cho có ai đó hét lên thì tôi cũng không biết nhưng tại sao tiếng khóc ai oán ỉ ôi đó lại vọng vào trong tâm trí của tôi rõ như thế này tôi có phần khó chịu tháo tai nghe ra quay sang hỏi nhỏ với chồng anh này anh có nghe thấy tiếng ai khóc không chồng thấy tôi hỏi thế thì ngó trước ngó sau một lần nữa cho chắc sau đó trả lời anh có nghe thấy gì đâu từ lúc lên xe đến giờ toàn là tiếng cười đùa cái vã chứ làm gì có tiếng khóc nào chắc là do em đeo tai nghe nên nghe nhầm đấy thôi tranh thủ mà ngủ tí đi không ngồi xe lâu lại mệt tí đến trạm dừng chân thì xuống uống chén trà cho ấm bụng thấy vẻ mặt của em hốc hác quá rõ khổ biết chồng lo lắng nên tôi khẽ gật nhưng vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng khóc vừa rồi làm sao mà tôi nghe nhầm được chứ tôi vẫn còn thức chứ đã ngủ đâu mà mơ nghĩ thế. Nhưng tôi không tìm được lời giải đáp, cũng chẳng muốn ngủ nữa, mà chỉ thấn thở nhìn ra ô cửa kính bên ngoài. Xe chuẩn bị lăn bánh, thì có một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi bế theo một đứa bé hớt hải chạy lên xe. Tay sách bao nhiêu là hành lý lình kỉnh. Người cô ấy thì bé như một cái kẹo. Gầy đến nỗi, tôi có cảm giác chỉ cần một cơn bão nhỏ cũng đủ sức thổi bay tấm thân mỏng manh ấy. Do xe đã hết chỗ nên người phụ nữ đó được chỉ xuống cuối xe chỗ tôi đang ngồi. Tôi đành nhích lại nhường cái vị trí cạnh cửa cho cô ấy. Đứa bé đó nhìn thấy tôi thì òa lên khóc, khóc ngặt đi đến nỗi tím tái mặt mày. Tôi lo lắng hỏi: "Hay là cháu nó đói à chị? Sao mà khóc chết lặng đi thế?" Chị ta lắc đầu phân trần: "Nó vừa uống hết hộp sữa xong mà, bình thường con nhà chị ngoan lắm." Tuần nào cũng đi xe khách lên Hà Nội thăm bố nó Mà nó có khóc lóc gì đâu Sao nay tự dưng lạ quá Người phụ nữ cố dỗ đứa con Hết xoa lưng Lại đến ngọt ngào cưng nựng Mà đứa bé vẫn khóc ngặt ra phía sau Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng Như đang rất sợ hãi điều gì đó Mấy người xung quanh Cũng lo lắng hỏi Ai cho nó đau bụng Cô có cho ăn gì lạ không Tầm này chưa biết nói Cứ gào khóc thế này cũng chả biết bị làm sao Hay là nó gắt ngủ Vì giờ cũng tầm trưa đến giấc ngủ rồi còn gì Không phải đâu chị ạ Con nhà cháu vừa ngủ dậy xong mà Một bác thấy thế Thì đứng dậy Lấy trong túi ra một miếng vải đỏ Rồi buộc vào tay đứa bé Miệng lẩm bẩm khấn vái gì đó Một lát sau Thì đứa bé ngừng khóc Rụi đầu vào ngực mẹ Mắt mở to tròn như chưa từng có chuyện gì xảy ra Người phụ nữ đó lúc này mới bảo cháu nó bị phải vía kiểu như ma trêu ấy tôi buộc cho nó miếng vải phật vào tay là hết bị trêu ngay miếng vải này tôi xin mãi tận bên ấn độ nên linh nghiệm lắm nhà có con nhỏ nên đi đâu cứ phải cẩn thận cho chắc mọi người vừa được chứng kiến chuyện vừa rồi nên tin sái cổ ai cũng đòi xin miếng vải đỏ về cho cháu chắt ở nhà nhưng bác bảo chỉ có một hai miếng chứ không có nhiều nên không cho được thầy bác nói thế nên tôi cũng ngạ nên không xin si. tôi vừa mới có ý định xin cho con trai mình vì con tôi cũng thuộc dạng yếu bóng vía dễ bị ma quỷ bắt nạt ngày tôi sinh con có một ông thầy đã chấm tử vi cho con tôi và nói rằng đứa bé này đứng chứ đinh thông minh nhưng mà bướng lắm số phải làm con nuôi nhà khác thì mới ổn được nếu không thì bố mẹ lận đận nuôi con vất vả lắm ấy thế mà tôi thấy ngoài việc yếu bóng vía ra thì nuôi con tôi cũng dễ chứ chẳng có gì vất vả như lời ông thầy tử vi kia nói xe đi được vài tiếng thì đến trạm dừng chân tôi và chồng xuống xe hít thở chút không khí trong lành vì ngồi trên xe ngột ngạt quá tôi bế bông đi theo mình tôi phải để con bé ở trong túi vì tôi sợ bế bông ở trên xe mọi ánh mắt không thấy thiện cảm sẽ đổ dồn về phía mẹ con tôi mất tránh những ánh mắt soi mói có lẽ sẽ giúp ông đỡ bị tổn thương hơn. Vì con bé có linh hồn, cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc buồn vui như một người bình thường vậy. Tôi ngồi nhâm nhi chén trà và ăn kẹo lạc. Một thú vui tao nhã mà đi xe khách lần nào tôi cũng thưởng thức. Đang mơ màng trong vị ngọt của kẹo, thì một vị khách đi cùng chuyến xe vừa rồi ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi. Em nuôi Kumathong lâu chưa? Chồng em cũng trẻ, Sinh gái Mà lại tự tạo nghiệp cho bản thân thế em Giới trẻ 9x với 2x Hình như đang có trào lưu nuôi con búp bê này à Mà đi đâu cũng thấy ôm con này theo thế Người đang nói chuyện với tôi Có tướng người khá đậm Lùn Tướng tá là đàn ông Nhưng giọng lại như đàn bà Tôi đoán đây là cậu đồng Vì thấy mặc bộ đồ Phật tử Và có mấy con nhang đệ tử đi cùng Cũng xưng mế với con như thật Tuy nhiên giọng điệu mỉa mai vừa rồi của cậu ta khiến tôi rất bực bội. Cậu đồng thì sao chứ? Cậu đồng thì có quyền lên giọng miệt thị người khác hay sao? Tôi định không nói gì đứng dậy đi luôn. Nhưng thấy ấm ức trong lòng nên vẫn tuôn ra một tràng. Bản thân ăn lộc thánh, lộc cói âm nên cậu thích nói gì thì nói à? Việc tôi nuôi cu ma thông hay nuôi gì đi chăng nữa thì cũng không đến lượt người khác phải dạy đời. Vì phúc của bản thân tôi thì bản thân tôi hưởng sướng khổ tôi chịu chứ tôi có bắt người khác phải chịu thay đâu cậu ta phá lên cười tay phe phẩy cái quạt lên miệng rồi nói <laughs> ừ thì sau này em cứ từ từ hưởng thôi nhưng không tự dưng cậu nói để cho em chửi vào mặt đâu nhé bà có tổ nhà em nhờ cậu truyền đạt lại với em như thế nhưng mà em bây giờ bị che mắt rồi có nói nữa nói mãi cũng vô dụng vì em chẳng tin đâu cứ phải bị quả báo nhãn tiền đến sớm may ra mới tỉnh ngộ nhưng như thế thì cũng muộn rồi hoán niệm nặng quá chưa nghe cậu ta nói hết câu thì tôi đã đi thẳng vì cho rằng đây cũng chỉ là một con người nằm trong trường hợp số đông không chịu hiểu cho tấm lòng của những người đón các con về nuôi như chúng tôi tiếng dì xèo của đám đệ tử đi theo cậu vẫn văng vẳng bên tai tôi nói cho mà biết còn không sáng mắt ra ảnh hưởng đến cả sinh khí của quốc gia chứ có phải chuyện đùa đâu. Lên trên mạng, đọc các vụ cảnh báo nhiều vào chứ. Cứ tin các lời rót mật vào tai thì có ngày chết đấy. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu. Trong lòng, như bị một vết dao cứa vào từng khúc ruột. Lẽ ra, nên để bông ở nhà thì tốt hơn. Vì tôi thấy ở ngoài Bắc, cái quan niệm về nuôi cu ma thông vẫn khắc nghiệt lắm, chứ không như miền trong. Hay tại tôi hiền quá vẫn chưa thể xù lông sủ cánh để bảo vệ quan điểm của mình tôi là một đứa không phải là quá bảo thủ không chịu nghe những lời tốt xấu nhưng thật sự từ ngày đón bông về mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng như những lời người ta nói con bé vẫn rất bình thường tôn trọng những gì tôi dạy dỗ thi thoảng lại nghịch ngợm như những đứa con nít khác con bé chỉ là một đứa trẻ chưa lớn thì có thể làm được gì chứ Nghĩ vậy, nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Tôi ngồi lướt Facebook, nhắn tin tâm sự với cô Đồng, người mà ngày trước tôi đón bé từ chỗ cô. Tôi kể cho cô nghe cuộc sống của mình từ ngày đón bông về và kể cho cô nghe những lời cảnh báo của người trên chuyến xe vừa nãy. Một lát sau thì cô nhắn tin lại. Đó là một cái tin rất dài, như để cho tôi có thêm động lực để yên tâm nhiều người không hiểu chuyện nên nói bậy bạ thôi con ạ. À. Toàn là những người chưa nuôi Kuma thông bao giờ, chưa được chứng kiến tận mắt mà đã phán linh tinh. Sau này sẽ gặp quả báo thôi. Thật sự bùa tốt hay xấu đều do tâm của người thỉnh. Mình tốt thì bùa tốt, tâm địa mình thiện lương, không làm điều xấu xa, thì sợ gì bùa phản lại? Các thầy bên Thái làm ra Kuma thông là từ lòng chắc ẩn đối với đau khổ của những đứa trẻ này vì thiếu điều kiện để được tái sinh vào nơi tốt hơn. Muốn những đứa trẻ đó được nương tựa vào chút phúc đức của cha mẹ để có thể sớm đi đầu thai, trải qua một kiếp khác. Chứ không ai muốn sống mãi ở kiếp linh hồn trú ngụ trong thân xác búp bê đâu con. Con nhận nuôi bé, bỏ qua mọi tiếng thị phi, thế cũng là đang giúp bé. Bé cảm ơn lại bằng cách giúp đỡ như một người ân nhân của mình. Như thế cũng là bình thường. Sau này tu độ xong bé sẽ tự rời đi nghe cô đồng nói như thế nên tôi tự tin lắm giống như mình đang đóng một vai người tốt vậy nên tôi cũng không còn lăn tan chuyện khi nãy nữa cái gì mà bà cô tổ nhà tôi cảnh báo nếu quả thật như vậy thì sao lại phải báo cho người ở xa lắc tôi chẳng quen biết gì báo luôn cho tôi trong giấc mơ có phải tôi sẽ tin hơn không bây giờ ngồi nghĩ lại quãng thời gian đó tôi mới thấy tâm trí mình như bị ai đó điều khiển đến mê muội chứ bình thường một đứa cẩn thận như tôi sẽ phải xem xét lại ngay vì không tự dưng người ta chẳng quen biết gì mình lại đi nói những lời như vậy cơ duyên cho tôi gặp người bóng cậu đó một lần nhưng tôi lại không hỏi cho kỹ không biết trân trọng nên sau này hệ lụy mới lớn như vậy một thời gian sau thời gian gần đây đêm nào tôi cũng nằm mơ có đêm tôi mơ thấy mình đang ở dưới suối bắt cá Những con cá to đùng màu trắng nhẫy Cứ lượn qua lượn lại dưới chân Nhưng tôi chẳng bắt được con nào cả Tôi cứ cố gắng đuổi theo Cố gắng bắt chúng Nhưng chúng cứ như trêu người tôi vậy Chốc lát Cả đàn cá vỡ tan ra Như một khối máu đen ngòm Hòa vào vách đá Tỉnh dậy Tôi thấy người mình bâng khuâng đến lạ Người ta nói mơ thấy cá chết trong giấc mơ như vậy là xui lắm là dấu hiệu cảnh báo mình sẽ gặp chuyện tôi kể với chồng thì chồng tôi bảo do ban ngày tôi nghĩ linh tinh nên đêm ngủ mới nằm mơ thôi tôi cũng chẳng biết nữa nhưng rõ ràng thời gian này đối với tôi có chuyện gì đó rất không ổn lòng dạ lúc nào cũng bồn chồn nóng như ngọn lửa đang rừng rực cháy trong lòng tôi thắp hương và chuẩn bị đồ ăn cho bông Hôm nay tôi mua cho con bé rất nhiều lắc tay lắc chân đẹp. Đồ uống thì không thể thiếu coca và sở tinh, món mà con bé rất yêu thích. Con bé nói nó rất thích màu đỏ, thích người, mùi hoa lan thơm mối sáng tinh mơ nữa. Những gì bông báo cho tôi, tôi đều có thể cảm nhận được. Cảm nhận cả được cái tâm trạng đang giận hờn hay vui vẻ của nó. Đang suy nghĩ vu vơ, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại mỗi lúc một gần hơn rõ ràng là chồng tôi vừa đưa bin đi học thì không thể nào có tiếng bước chân gió như vậy ở cầu thang được nếu anh ấy về thì tôi phải nghe thấy tiếng mở khóa chứ hay là có trộm tôi tự hỏi tiếng bước chân nặng trịch đang tiến lại khiến tôi ghê sợ run lên như cảnh sấy tôi cố gắng lấy hết can đảm để đi ra xem có chuyện gì thì bỗng chốc mọi thứ lại yên lặng tĩnh mịch như không hề có chuyện gì xảy ra bất tình lịch tôi thấy một luồng ánh sáng rọi từ trên đỉnh đầu xuống ở ngay phía trước có một người phụ nữ đang ngồi thù lù cô ta mặc một chiếc váy màu xanh ngọc hai mắt đỏ như màu máu váy áo trên người cô ta thấm đấm nước căng phồng lên hàm răng nanh nham nhở cười khuôn mặt đang bắt đầu phân hủy thối giữa một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Trên làn da có rất nhiều cái lỗ tròn như đồng tiền xu. Trên mỗi cái lỗ có một con rết đang cựa quậy ăn nốt những miếng thịt nham nhở còn sót lại. Cổ cô ta dần tách ra làm đôi. Từ bên trong, tôi thấy bé Bông đang chui ra, vẫy tôi về phía đó. Tóc nó vẫn còn dính đầy máu. Tôi bỗng hét lên một tiếng thất thanh, tôi toàn bỏ chạy thì bị đập đầu vào thành cửa ngã lăn xuống tầng một hai mắt tôi vẫn mở trừng trừng tôi thấy bông đang nhảy đi từng bước trên tay nó đang cầm một con dao gọt hoa quả sắc nhọn động tác như đang muốn đâm mai đó lúc này máu trên đầu tôi đã ướt đẫm toàn thân đau nhói không thể cử động được tiếng chuông điện thoại lại bất chợt kêu vang may quá hóa ra lại chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Tôi cố gắng mãi, nhưng không thể nhớ nổi. Mình đã ra đó từ lúc nào. Mồ hôi vẫn lấm tấm chảy xuống. Tim tôi vẫn đang nấc lên từng nhịp. Chứng tỏ trong cơn mơ vừa rồi, nỗi sợ hãi của tôi đã lên đến cực điểm. Tại sao lại như vậy? Tại sao ác mộng luôn đến hàng đêm? Chúng như ăn vào trí óc tôi, khiến tôi như muốn phát điên lên. Phải uống thuốc an thần mới có thể bình tĩnh trở lại. Đến buổi trưa, đang chuẩn bị ăn suất cơm bụi tôi vừa mua, thì nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp khu Cô báo do bin đuổi nhau với bạn nên ngã đập chán xuống đất. Cô đã trườm đá lạnh rồi nên giờ chỉ còn u lên như cái cốc thôi. Bảo tôi rảnh thì qua đón cháu về vì cháu đang khóc đòi mẹ. Nghe xong, chân tay tôi bỗng buồn rủ. Vẫn biết trẻ con đi học nô đùa nhau và ngã là chuyện bình thường. Nhưng bản năng của một người mẹ thì cảm thấy điều đó là vô cùng quan trọng. Lo lắng quá nên tôi vất luôn hộp cơm ở đấy. Phi ngay ra trường đón con về. Vừa đi tôi vừa nghĩ. Lúc sáng tôi vừa mơ ngủ mình bị ngã xuống tầng 1. Giờ thì con tôi bị ngã thật. Phải chăng đây là sự trùng hợp? Lên đến lớp thì cô giáo đang bế pin vừa bế vừa dỗ. Thằng bé vẫn khóc ngặt đi, chân tay đá loạn xạ vào không khí. Tôi ôm con vào lòng, xoa nhẹ nhẹ đầu để dỗ dành, miệng không ngừng cưng nựng nó. Cô bin nghe thấy tiếng tôi thì ngừng khóc, quay sang chỉ vào chỗ đau và méo máu ra hiệu cho mẹ thổi. Tôi nhìn con mà ứa nước mắt, va đập mạnh như này. Chắc con tôi đau lắm. Dạo này cô Bin ở nhà có ngoan không chị? Chứ lên lớp em thấy cu bin khác trước lắm Thì thoảng lại hét lên sợ hãi xong khóc cả nửa tiếng mới nín tay cứ chỉ trỏ vào tường ấy hồi xưa đi học dù cháu bị ốm sốt cũng chỉ ngồi một chỗ chứ có bao giờ khóc lóc hoảng sợ thế này đâu mà trong mơ cháu rất hay gọi chị bông tôi nghe cô giáo kể thì bỗng cảm thấy như có hàng nghìn mũi kim châm vào trong lồng ngực tôi có lẽ bông đang nhắc nhở tôi rằng con bé không thích ai gọi tên nó mỗi lần cảm giác này xuất hiện người tôi lại bị choáng lên như thiếu máu tôi cảm nhận được sự bức bối khó chịu chúng kiến tôi không thể thở được chỉ muốn ngất đi một lúc cô giáo thấy tôi mắt trợn trắng thì hoảng sợ vội vàng chạy tới đỡ tôi lo lắng hỏi chị loan chị làm sao vậy tôi cố nói nhỏ không sao chỉ là do từ sáng chưa ăn gì nên tôi bị tụt huyết áp thôi. Ngồi nghỉ một lúc là đỡ ngay ấy mà. Chị phải giữ sức khỏe chứ. Em thấy chị gầy và hốc hác quá. Chị ngồi đây cho thoáng, đợi em một lát. Em đi mua cho chị cái bánh mì để ăn tặng. Sau khi ăn bánh mì xong, thì tôi đưa Cubin về cửa hàng để ngủ trưa. Tự dưng tôi lại thấy sợ cảm giác hoảng loạn của Cubin khi về ngôi nhà quen thuộc ấy. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Nhận ra từ lúc nó cứ khóc vào mỗi đêm lúc hơn 12 giờ. Hoảng loạn sợ hãi như bị ai cào cấu. Lúc đó, tôi còn tưởng con bị thiếu chất kẽm hoặc vitamin D nên mới có dấu hiệu ngủ không ngon giấc hay hoảng loạn sợ sệt. Giờ thì tôi đã lờ mờ nhận ra có điều gì không bình thường ở trong căn nhà của mình. Căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo như thiếu hơi người. Thưởng vang lên tiếng kéo kẹt, kéo kẹt khi mặt đêm buông xuống. Chưa bao giờ tôi muốn nghĩ oan cho bông. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến khi con trai mình bị như thế. Từ một đứa trẻ hoạt bát, hiếu đông. Bây giờ, nó lại trở nên co rúm sợ hãi mỗi khi về ngôi nhà của mình. Nhưng tôi biết phải làm gì để tìm hiểu cho rõ chuyện này bây giờ. Có phải là bông đang nghịch ngợm như thế chỉ để treo em hay không? Hay còn có nguyên nhân nào khác đứng đằng sau? Tôi định gọi điện thoại cho chồng nhưng dạo gần đây hỏa khí giữa hai vợ chồng tôi không được tốt những chuyện cãi vã cũng tăng dần lên khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu cảm tưởng như anh ấy chỉ là khách ở trọ trong gia đình này có thể rời bỏ mẹ con tôi bất cứ lúc nào chồng tôi bảo do tôi thay đổi nhưng tôi biết chính anh ấy mới là người đang không muốn níu giữ cuộc hôn nhân này tôi lặng lẽ khóc những ấm ức cứ thế tuôn trào ra. Tôi đã làm gì sai mà bao nhiêu chuyện mệt mỏi cứ đổ dồn lên đầu tôi thế này. Nhìn con ngủ mà lòng tôi đau thắt lặng. Tay chân thâm tím như bị ai cấu. Khuôn mặt gầy quắt đi suốt đến tận gần 2kg. Ông trời ạ! À, nếu thật sự có bất hạnh đổ xuống xỉ này dáng hết lên đầu con chứ làm ơn đừng bắt bất cứ ai xung quanh con phải hứng chịu. Cậu xin đâu còn sẽ chịu đựng được hết, chỉ cần con trai con bình an và khỏe mạnh, vui vẻ sống mỗi ngày. Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy chồng tôi và Bông đang bóp cổ nhau. Nói đúng hơn, thì chồng tôi đang bị Bông siết chặt cổ. Siết chặt đến nỗi, anh ấy phải há hốc miệng để thở, hai mắt trợn ngược lên, toàn lòng trắng. Cái lưỡi thè dài chạm xuống tận cổ. Tôi rất muốn chạy tới, nhưng chân tôi không thể dịch chuyển được. Chỉ biết đứng im, kinh ngạc đến nỗi, không thể hét lên được một tiếng. Máu từ mũi chồng tôi chảy xuống dòng dòng. Một bên mắt đã sưng to, quay về hướng tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận. Dưới ánh đèn vàng vọt, bông trở nên hung dữ khắc thuộc. Con bé cứ cao dần, cao dần lên, rồi tách ra khỏi hình dáng búp bê. Trở thành bộ dạng của một đứa con nít 7-8 tuổi với mái tóc xoăn tít những vệt máu bắt đầu khô và dính nhơm nhớp trên vai áo nó giơ thẳng tay về phía tôi những ngón tay thon dài trắng bệch giống như cái sắc đã chết từ rất lâu rồi nó đọc câu gì đó bằng tiếng thái nhưng tôi nghe không hiểu nó đọc câu gì đó bằng tiếng thái nhưng tôi nghe không hiểu rồi nhìn tôi giận dữ nó gieo vào trong não tôi câu cảnh báo ngập là tôi không bao giờ được phép bỏ nó dù chỉ là trong suy nghĩ nếu không cả nhà tôi sẽ phải chết chết trong đau đớn tôi sợ đến nỗi khi tôi tỉnh lại vẫn thấy mình đang khóc lúc đó mới có hơn một giờ sáng tôi ngồi trước gương mà không dám bật điện chỉ cười rồi khóc ở trong gương như một đứa điên chải đầu để mẹ chải đầu cho con nhé tôi tự nói chuyện một mình rồi cầm lược tự trải lên tóc tôi. Mái tóc rối bời sau một giấc ngủ ngắn. Hờ, em, em bị làm sao đấy? Chồng tôi hoảng hốt bật điện, lắp bắp không nói nên lời. Tôi quay sang cười với chồng, rồi đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Shhh, cẩn thận con giật mình đấy. Em đang trải đầu cho con mà. Trong bộ dạng của tôi, chồng nghĩ tôi bị mộng du, nên lại kéo tay tôi. Đi ngủ thôi em, mai vợ chồng mình nói chuyện anh bỏ tay ra đã bảo im lặng rồi mà tôi gắt lên rồi vùng vàng bỏ sang phòng khác chồng đập cửa mãi nhưng tôi nhất quyết không mở mà chỉ bảo em mệt rồi em muốn đi ngủ sáng hôm sau thì tôi lại chẳng nhớ gì cả mà chỉ hỏi chồng à, sao em lại nằm ở phòng này chồng kể lại mà tôi không tin nổi cứ nghĩ chồng bịa chuyện nhưng mà bịa chuyện để lừa tôi thì để làm gì đâu cơ chứ anh nghĩ em đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Để sáng nay anh xin nghỉ làm, rồi đưa em vào viện 108 khám xem thế nào. Tôi không nói gì, chỉ dùng mình kinh hại. Mọi chuyện cứ như trong phim vậy. Và có lẽ tôi đang là nhân vật chính ở bộ phim này. Không khí ở bệnh viện lúc nào cũng thê lương và ảm đạm. Sau khi tôi khám và chụp chiếu xong, thì bác sĩ kết luận tôi bị chứng rối loạn tiền đỉnh. Suy nhược cơ thể cấp độ 1, dặn chồng phải để tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống điều độ một thời gian sau, bệnh tình sẽ thuyên giảm. Bác sĩ còn báo với tôi một tin là tôi đã có thai được 6 tuần. Nghe xong, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, vì mơ hồ nhận ra một điều nguy hiểm đang ập đến. Tôi sợ mình sẽ ốm yếu, không thể nào bảo vệ được con mình. Mà ban ngày thì tôi vẫn bình thường lắm chỉ khi đêm xuống những cơn đau đầu mới mặc sức hành hạ tôi không biết làm thế nào nên đành vào nhóm hội kinh dịch trên facebook để kể tình trạng của mình cho các thầy nghe nhưng không dám nói là tôi đang nuôi cu ma thông có một thầy ở tận long an bảo tôi chụp ảnh rõ mặt và tay phải để thầy xem giúp vì bệnh của tôi giống như bệnh âm vậy quan niệm nặng quá Âm khí đen Đang bao vây lấy cô Giống như người sắp chết Đợt gần đây cô có đắc tội với ai không Mà tôi thấy cô gần giống như kiểu bị chơi ngải Tôi tâm sự thật với thầy Vì tôi không biết nhờ ai giúp đỡ cả Nghe xong thầy bảo với tôi Tại sao lại nuôi thứ đó ở trong nhà Chính điều này khiến cho gia tiên không thể đi theo phù hộ được Cô mà thông lấy xác chết của trẻ sơ sinh Sử dụng xương hoặc lông, tóc của chúng để tạo thành các mẫu bùa, gửi gắm linh hồn chúng vào con búp bê trong tình trạng cô bé cậu bé. Thời gian đầu thì chưa sao đâu, nhưng thời gian sau, thứ đó sẽ hút hết dương khí của mình và bắt đầu phá phách, tác quái, tác quái. Sau khi nghe xong những lời đó, chân tôi bỗng mềm nhún đứng không vững, chân tay buồn rủ, xa sầm mặt mày. Tôi cố chấn tính để nghe thầy giải thích thêm. Con người là người trần sống ở dương thế. Cô ma thông thì lại sống ở cõi âm. Người dương thế không thể sống chung cùng người cõi âm được. Vì hai linh khí không để tồn tại song song. Nếu trong một thời gian dài như vậy, người dương sẽ bị ốm, mệt mỏi vì ký âm xâm nhập, gây ra ảo giác, hoang tưởng, giống như kiểu nhìn thấy ma quỷ vậy. Không làm chủ được hành vi và cảm xúc của mình. Hơn thế nữa, khi luyện Cô ma Thông Linh hồn nó không đơn giản là một đứa trẻ con nữa Mà người ta gọi là quỷ Chúng cũng giống như con người Cũng có tham sân si Muốn chiếm hữu luôn Cơ thể của người nuôi chúng Để tồn tại Chứ không chỉ là chút thức ăn Chút đồ chơi hay chút sữa hàng ngày Cái gì cũng có giá của nó Nếu lỡ dính vào rồi Thì con người không có khả năng hóa giải Mà chỉ có thể cố gắng để trốn thoát Vì sao vì đây là em đón nó về Chứ nó không tự đến Đến thì dễ Mà mời đi thì khó lắm Số mệnh đau thương khó tránh Kiếp nạn này E rằng em phải tự mình tìm cách vượt qua rồi Tai tôi lại một lần nữa Ủ đi như xét đánh Tôi nhất định phải tự cứu bản thân mình Nhưng cứu như thế nào bây giờ Tôi vào đầu Bứt tóc Cố tìm ra một giải pháp vẹn toạt nhất Cách duy nhất tôi nghĩ được là mang bông trả lại cho cô đồng kia, coi như tôi không đủ duyên với bé. Nghĩ là làm, tôi vội vã nhắn tin cho cô đồng nhờ cô đón bé về giúp. Phải nhắn thế nào cho thật khéo léo, chứ không cô ấy lại nghĩ tôi có ý đòi lại tiền. Một ngày, hai ngày, rồi đến ngày thứ ba trôi qua, tôi vẫn không thấy cô hồi âm, nên đành phải gọi điện thoại. Vừa nghe xong ý định của tôi thì cô nói. Nhà cô để bé đi rồi, thì không nhận lại bé đâu con ơi. Con đăng lên trên mạng bán lại xem. Bây giờ cũng nhiều bạn trẻ cần mua mà. Bán. Tôi nghĩ bụng. Giờ tặng được đã là may lắm rồi. Nhưng nếu thật sự Kumathong thông quá nguy hiểm như lời ông thầy ở Long An nói với tôi, mà tôi đẩy đi cho người khác, thì quả thật là một điều thất đức. Chắc chắn họ sẽ không để yên cho tôi. Nếu gia đình họ có chuyện lương tâm tôi cũng không được thanh thản. Mà hàng ngày phải sống trong sự dày vò Cơn đau đầu của tôi lại một lần nữa ập đến. Tôi cảm thấy hoảng loạn trong cơn đau đớn ghê người. Cảm tưởng như cả cơ thể mình đang bị hút đi từng giọt sinh khí. Tiếng cười the thé lại vọng lên trong đầu. Tiếng mẹ ơi và khuôn mặt đầy máu của bông lại xuất hiện trong trí óc tôi. Rõ nét hơn bao giờ hết. Tôi cố lết vào trong phòng, tiến đến chiếc nôi màu hồng nhạt mà sáng nay tôi đặt bông ở đó, nhưng tôi không thấy con bé đâu cả. Ngó nghiêng một vòng, thì tôi thấy bông ở ngay dưới chân tôi. Mắt nó chớp chớp, hàng mi đen dài cong vút khiến tôi sợ hãi ngã vật ra đất. Tôi không nhớ mình ngất đến khi nào. Bởi khi tôi tỉnh lại, đã thấy chồng tôi ngồi bên cạnh. <laughs> em lại bị choáng à? Cứ thế này thì không tốt cho con trong bụng đâu. Thật ra, anh cũng nghĩ âm phần nhà mình có vấn đề. Nên đã mời một thầy phù thủy đến đây để bấm cho một quẻ. Không biết mồ mả tổ tiên đợt trước các cụ xây có bị động chạm gì đó hay không. Mà vợ chồng mình ở trên này nhiều chuyện đen đủi xảy ra quá. Giờ em đang có thai. Đi đứng phải cẩn thận. Chồng tôi vừa nói xong. Thì thấy có tiếng chuông cửa. Chắc ông thầy phù thủy đã đến tôi dục chồng xuống mở cửa. Còn mình thì đi đun ấm nước để mời thầy tách trả. Mong rằng thầy có thể giúp gia đình tôi qua được cái đại nạn này. Nhà cô chú thuê ở đây lâu chưa? Cây cối không khí cũng mát mẻ tươi tốt đấy nhỉ? Nhưng mà khí âm ở đây nhiều quá. Đi đến cổng, tôi đã biết ngay nhà này có vấn đề. Thầy vừa ngồi xuống, đã bấm quẻ và nói với vợ chồng tôi như vậy. Chồng tôi mời thầy uống nước, và kể tường tận mọi chuyện. Nhưng nghe xong, thầy lại lắc đầu. Nhà này có yêu ma hoành hành, nghiệp chướng nặng quá. Cô đây mệnh thổ, là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Sau này chỉ sợ... Thầy chỉ ngập ngừng như thế, rồi không nói nữa. Chỉ khuyên vợ chồng chúng tôi lần sau làm gì, thì nên suy nghĩ kỹ. Vì cu ma thông là một thứ oan hồn bám giết dai dẳng nhất. Và thầy còn nói rằng, nên tìm người khác cao tay hơn vì sức thầy có hạn không giải được loại bùa này đây là bùa oan hồn phải tìm được người có khóa giữ hồn thì mới giải được nếu không nó còn hành hạ chúng tôi đến mức thân tàn ma dại chồng tôi nghe vậy thì há húc mồm kinh ngạc còn tôi thì khé nhắm mắt và thầm cầu nguyện nhưng dường như tôi nhìn thấy một mũi dao nhọn đang chuẩn bị đâm xuyên vào tim mình vậy Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện Vội vã hỏi thầy phù thủy Tại sao có rất nhiều người nuôi Và rất nhiều người bán Mà họ lại không bị cái gì Hay là do chưa đến lúc Thầy tử tốn giải thích Nghiệp chướng đến sớm hay muộn Là do dương khí của người nuôi Trước hay sau gì cũng bị Chỉ là chưa đến lúc Nên nhiều người vẫn tự tin là không có Đừng tưởng rước ma quỷ về nhà thờ cúng Cho ăn ngon cho quần áo đẹp là nó sẽ nghĩ mình đang cưu mang nó là ân nhân của nó nó cầm dao đâm lại mình là mình khốn khổ lúc nào cũng chưa biết đâu hơn nữa nhà mình còn có gia tiên dòng họ gia tiên kiểu gì chả có người chết trẻ cứ tự hỏi bản thân những người đó đã phụng sự hương khói cho gia tiên mình đến nơi đến chốn chưa mà còn rước ma nơi khác về nhà thờ phụng coi như báu vật đó chính là sự ngu muội sự tham lam chứ không phải tốt đẹp gì đâu một cơn gió mạnh đột nhiên thổi vào trong phòng nhưng kỳ lạ ở chỗ tất cả mọi bức tường đều không có lấy một kẽ hở để gió có thể luồn từ bên ngoài vào tôi ôm lấy chồng òa lên khóc tôi thấy mình đang bị bế tắc đến nỗi không có lối thoát nhưng nước mắt lúc này cũng không đủ để gột rửa những hậu quả mà tôi đang phải gánh chịu còn đứa con nhỏ ở trong bụng này nữa tôi phải làm sao để bảo vệ được con mình đấy có lẽ bất cứ ai cũng thế khi gặp chuyện về phần âm thì cách tốt nhất là đi xem bói xem có gặp được cao nhân nào không nhưng tôi đi xem mãi cũng không gặp được thầy nào thật sự có thể giúp mình hết xem bói bài bói kiểu xem chỉ tay rồi xem tướng nhưng đều không có tác dụng hàng ngày tôi vẫn đều đặn thắp hương cho bông vì tôi hiểu năng lực của con quỷ này rất lớn tôi không thể làm gì để nó giận dữ được nếu không chắc chắn tôi sẽ gặp chuyện nhưng dù tôi có nhấn nhìn có cung phụng vẫn không thể làm nó hài lòng trong bóng đêm mờ ảo những tiếng cộc cộc gọi cửa vẫn vọng lại giữa đêm những âm thanh khóc ré thảm thiết của trẻ con những tiếng cười rúc rích càng làm nơi này trở nên đáng sợ và lạnh lẽo có lẽ phải gọi nó là ngôi nhà ma mới đúng nhà của búp bê ma tôi muốn chạy trốn muốn cùng gia đình đi khỏi nơi này nhưng cứ chuẩn bị đi là cảnh cu bin bị móc mắt đầu treo ngược lên trên mái nhà lại ám ảnh tôi hình ảnh ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được chiếc dây thừng thòng lọc quấn lấy cổ đứa con trai đáng thua đôi mắt như hai hố đen sâu hoắm bị đột quét, không ngừng phun ra những dòng máu đỏ. Bàn tay nhỏ bé chới với giữa không trung vẫn cố gắng gọi tôi cứu nó. Tôi biết mình sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Tôi không dám lấy tính mạng con trai tôi ra để đánh cuộc. Nếu cứ cố chấp ra đi, nhớ con trai tôi bị làm sao, thì tôi cũng không sống tiếp được. Cách tốt nhất tôi làm là gửi con về cho ông bà nội. Còn vợ chồng tôi ở trên này, đến khi tìm được giải pháp thích hợp. Nhưng rồi, điều kinh khủng nhất cũng đã đến. Buổi sáng hôm đó, lúc tôi tỉnh lại, mặt trời đã soi thẳng vào chán. Tôi mơ màng bỏ dậy, chỉnh lại mái tóc rối bù, xuống dưới nhà tìm chồng mình. Nhưng anh ấy đã không còn ở trong phòng. Tôi ra hành lang gọi vang tìm anh ấy, nhưng chẳng có bất cứ hồi âm nào. Hôm nay là chủ nhật, chồng tôi đi đâu mà sớm như vậy, gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Một lúc sau, tôi mới phát hiện ra trên tủ có một tờ giấy. Anh ấy nói, anh ấy đi rồi. Anh ấy không thể sống ở trong căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Vì anh ấy rất sợ, sợ đến nỗi đêm nào cũng phải uống thuốc an thần. Đi làm thì cứ tưởng tượng ra ma quỷ với những khuôn mặt ghê gớm bê bết máu. Anh ấy cầu xin tôi cho anh ấy yên tĩnh một thời gian tôi đảo mắt nhìn lại căn phòng rồi mỉm cười cay đắng tại sao anh ấy đi mà không chào tôi chứ tôi sẽ không bao giờ giữ anh ấy vì những hậu quả ngày hôm nay đều do một tay tôi gây ra nên tôi không có quyền oán trách ai cả không có quyền oán trách anh khi anh bỏ đi ở giây phút tôi đau đớn và cần anh nhất tôi một mình đi đi lại lại trong phòng khách Ánh nắng đã chiếu rọi vào từng ngóc ngách nhỏ của căn phòng, làm tôi có phần yên tâm hơn. Tôi sở tay lên gối, chỗ chồng vẫn hay nằm. Kỷ niệm còn đây, mà giờ người đã đi mất. Đau đớn lắm chứ, buồn lắm. Cái cảm giác người mình yêu thương nhất, bỏ mình ra đi, thật không hề dễ chịu một chút nào. Đêm hôm ấy, tôi không dám ngủ. Tôi định sẽ thức đến sáng rồi ngủ sau nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Một, hai giờ sáng, tôi lại nhắm nghiền mắt, chìm say vào cơn mộng mị. Tôi lại mơ, mơ thấy một con búp bê đang cầm dao nhọn thoăn thoát đuổi theo mình. Tôi vừa chạy vừa khóc, miệng liên tục van xin, nhưng nó vẫn cứ đuổi theo, đâm vào bụng tôi mấy nhát, rồi cười khành khạch. Giấc mơ đáng sợ ấy cứ lặp đi lặp lại nó khiến tôi mỗi khi tỉnh giấc Đều phải sở lên bụng mình Tôi nhớ rất rõ Khi ấy cái thai trong bụng của tôi Đã được 14 tuần Bác sĩ siêu âm Nói em bé vẫn khỏe Và khả năng 99% là con gái giống mẹ Nhưng cuối cùng Tôi đã không giữ được cái thai ấy Chính tôi Đã vô dụng hại chết con mình Tôi vẫn nhớ rõ Ngày con tôi ra đi là vào một buổi tối mưa to gió lớn sấm sét vang lên dữ dội cửa sổ chưa đóng nên bị nước mưa bắn hết vào cánh cửa đập phành phạch cảm tưởng sắp bay ra ngoài tôi đành phải đi ra đóng cửa lại nhưng vừa ra đến nơi chưa kịp kéo cửa vào thì một bàn tay trắng ẩn đá chạm vào tay tôi một đứa con gái tầm bảy tám tuổi tóc tai ướt nhẹt lá cây vẫn còn dính đầy trên tóc nó mặc một chiếc áo màu đỏ rực lắc nhẹ cái đầu trên không trung người nó rất gầy môi thâm da bọng nước giống như người bị chết đuối đang lúc tôi trong cơn hoảng loạn tột cùng thủy điện bỗng buột tắt chỉ còn lại đôi mắt sáng quắt của nó lơ lửng cạnh cửa sổ tôi sợ hãi vội quay đầu để bỏ chạy nhưng do sàn nhà dính nước trơn quá nên tôi ngã đập mạnh bụng xuống dưới tôi đau điếng hết người cố lết chân vào lấy điện thoại để cầu cứu nhưng có lẽ không còn kịp nữa tôi có cảm giác máu trên đùi tôi cứ thế chảy xuống một mùi tanh nồng chạy thẳng vào mũi ngồi trên xe taxi tôi chỉ ước đây là một giấc mơ như hàng ngày đến khi tôi tỉnh lại chồng và các con vẫn sẽ ở bên cạnh nhưng thực tế lại đau đớn và phũ phàng hơn rất nhiều đau đến nỗi tôi không còn cảm giác được là chuyện gì đang xảy ra nữa bác sĩ siêu âm nói với tôi rất tiếc chia buồn cùng gia đình tim em bé đã không còn đập nữa thai bị chết ở trong bụng tôi nghĩ cô nên uống thuốc sớm để đẩy cái thai ra ngoài chứ để lâu ảnh hưởng đến những lần mang thai về sau tất cả mọi thứ đều diễn biến quá nhanh khiến tôi như tê giặc tôi không thể nhớ nổi cảm giác của mình lúc đó như thế nào nữa hai mắt tôi khô khóc mở trừng trừng lên nhìn trần nhà muốn khóc mà không thể khóc được tôi sờ vào bụng mình lẩm bẩm không đúng không đúng còn vẫn ở đây này ở ngay đây bác sĩ vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi chị hãy bình tĩnh cứ coi như mình và con chưa có duyên với nhau mong chị hãy chấp nhận sự thật là mình đã bị mất đứa bé rồi. Tôi lúc này đã không thể bình tĩnh được nữa. Quá nhiều cú sốc đến cùng một lúc. Hết chồng ra đi, giờ đến con cũng bỏ tôi đi nốt. Thử hỏi, một người bình thường làm sao có thể chịu đựng được cú sốc lớn như vậy? Tôi ôm đầu, mắt trợn ngược hét lên trong hoảng loạn. Giọng tôi lúc này đã trở nên điên dại. Tôi trợn tròn mắt, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia miệng liên tục hỏi còn bú bê đâu còn bú bê đâu rồi còn bú bê đâu nhìn cảnh đó bất cứ ai trong bệnh viện cũng đều ứa nước mắt về sau tôi nghe người bạn đưa tôi đi cấp cứu kể lại tôi phải tiêm một mũi an thần mới có thể thiếp đi những ngày tháng sau đó tôi được kết luận bị mắc bệnh tâm thần phân liệt thần kinh không minh mẫn hỏi gì tôi cũng không trả lời được miệng lẩm bẩm không hiểu nói những gì khả năng do bị hoảng sợ cao độ trong thời gian dài cộng với việc vừa có cú sốc lớn tác động nên tôi mới không thể chịu đựng thêm được nữa và chắc các bạn cũng đoán được tình hình sau đó bố mẹ tôi phải đón tôi về quê để chữa bệnh tâm thần cho đỡ tốn kinh phí ở quê còn có người chăm sóc chứ không như ở trên này không có ai có thể ngờ rằng từ một đứa con gái khỏe mạnh hoạt bát, chồng hiền lành, con ngoan ngoãn. Mà bây giờ, tôi lại trở nên điên loạn như thế. Hàng ngày mỗi lúc lên cơn điên, tôi lại tự cắn xé chính mình, khiến tay tôi chỉ chít những vết sẹo lớn bé. Tôi không nhớ nổi tôi là ai. Tôi ở đâu mà người ta chỉ thấy tôi ôm một cái gối, ngồi ở góc giường du cái gối đó ngủ. Thi thoảng lại hoảng loạn gào thét. Khi vô tình có ai nhắc đến hai chữ búp bê hơn một năm sau. Tình trạng của tôi lúc đó đã đỡ hơn rất nhiều. Nên bố mẹ xin cho tôi xuất viện, về uống thuốc thang ở nhà cho đỡ khổ. Chứ thần con gái một mình ở trong ấy điên dại, thì làm gì còn có tương lai nữa. Sau này có khỏi bệnh, thì cũng làm gì có ai dám lấy một đứa đã từng bị điên về làm vợ nữa. Ở trong này uống thuốc nhiều, nên người tôi béo ú, làm gì cũng chậm chạp tóc tai thì bị các bác sĩ cắt trụi cho dễ tắm gội. Tôi nhớ con lắm, nhớ cả chồng nữa. Nhưng từ khi tôi vào trong này, anh ấy chưa từng đến thăm tôi dù chỉ một lần. Còn đơn phương làm đơn xin ly hôn. Và tất nhiên là được tòa án chấp nhận nhanh chóng. Con trai tôi được tòa xử cho bố nó nuôi. Nghĩ mà cay đắng thật. Bao nhiêu năm yêu nhau, bao nhiêu năm làm vợ chồng, để rồi cuối cùng tôi mất hết tất cả Nhưng từ khi ở bệnh viện này Tôi đã hiểu ra được nhiều đạo lý Không còn oán hận Không còn than thân trách phận nữa Tôi hỏi bố mẹ tôi Về con búp bê Kumatong đó Nhưng bố mẹ đều lảng tránh Chắc sợ tôi lại phát bệnh Khi nghĩ về chuyện cũ Thầy bố mẹ không muốn nói Nên tôi cũng không hỏi gì nhiều nữa Sợ bố mẹ lại chạnh lòng Mãi sau này tôi mới biết Chuyện của tôi được cô bạn cầu cứu ở trên mạng nên được một cậu ở Nam Định giúp đỡ mang con búp bê về thu phục do tôi đã bị báo ứng đủ rồi. Giờ tâm trí tôi cũng trở nên như thế nên việc thu phục Cuma Thông cũng dễ dàng hơn, chứ không khó khăn như lúc trước nữa. Cậu đó còn làm giúp tôi một đàn lễ để kêu cầu giúp tôi sớm khỏi bệnh, chứ nếu không thì có lẽ tôi sẽ phải sống ở bệnh viện tâm thần này cả đời. Xem ảnh tôi mới nhận ra đây chính là người đàn ông tôi gặp trên chuyến xe Sapa năm ấy. Trái đất này công nhận tròn thật. Giữa người và người gặp nhau ắt phải có một chữ duyên lớn lắm. Tôi bắt chuyến xe về Nam Định tìm gặp và cảm tạ ân nhân của đời mình. Trông thấy tôi, cậu nhận ra ngay. Cậu vui vẻ nói. <laughs> Thần sắc tốt hơn nhiều rồi đấy. Chuyện cũ em đừng nghĩ nhiều nữa cố gắng sống cho hiện tại và tương lai, tìm đến Phật pháp cho tâm được thanh tịnh, làm nhiều việc thiện, giúp đời cũng chính là để giúp mình. Cái gì qua rồi, hãy để nó qua đi. Từ đó, tôi quyết định ăn chay niệm Phật, hàng ngày tụng kinh sám hối, mong cho đứa con gái bé bỏng của tôi sớm có thể đi siêu thoát. Tôi biết, có những thứ cả đời này mình cũng không thể nào quên được chúng như một vết xẹo dù đã lành nhưng vẫn không thể biến mất con người ta chỉ học cách dần thích nghi và sống chung với nó câu chuyện mà tôi kể ra tôi chỉ mong các bạn trước khi làm gì hãy suy nghĩ thật kỹ đừng để đến lúc giống như tôi thì có hối hận cũng đã quá muộn màng rồi ở đời vốn dĩ không ai cho không ai cái gì cả đừng đùa với cõi âm về cái thế giới vô hình nhưng vô cùng đáng sợ ấy. Nó có thể quấn trôi và nhấn chìm bạn bất cứ lúc nào. Giống như tôi đã từng trải qua vậy.